Nhắc đến Zorro, kẻ xấu luôn phải khiếp sợ và luôn phải dè chừng khi định làm việc xấu. Nhắc đến Zorro, người nghèo luôn cảm thấy may mắn khi anh như một vị thần bảo vệ cuộc sống gia đình họ. Và nhắc đến Zorro là nhắc đến một huyền thoại, một người anh hùng không ai rõ mặt, biết tên, luôn thoát ẩn thoát hiện và luôn đứng về chính nghĩa. Mỗi tập phim là một câu chuyện đầy kịch tính, sẽ khiến các em không thể rời mắt trước những màn đấu kiếm tài ba của Zorro. Hãy cùng đón xem bộ phim Zorro, huyền thoại một anh hùng cay nhé!